Bất ngờ, cô gái chỉ có 30 tuổi thôi, cũng là mẹ đơn thân, một mình phải nuôi con nhỏ, phải khóc thét bởi tính còn non dạ, tin lời trên mạng mà có bao nhiêu tiền cũng đem đầu tư, đến tiền của cha mẹ dành dụm tích lũy bao nhiêu năm cũng lấy đưa vào đó hết. Hiện tại tiền thì mất, tật thì mang, không còn tiền để làm đám giỗ cho mẹ. Và sự việc xảy ra như thế nào thì đọc lại ở đây, xin mời quý khán giả bắt đầu theo dõi đoạn video. Em cũng thấy ngày nay em cũng là những người đó cũng giống như em thôi, rồi người ta cũng đầu tư nhận tiền vậy như vậy, cho nên em mới làm. Mẹ mình có, mẹ của mình có bao nhiêu đó trước cái lúc đi để lại cho mình để mình lo cho cha mình và con của mình, mà bây giờ là chị làm không còn gì luôn rồi, đến nỗi mà tiền chuẩn bị làm đám giỗ cho mẹ trong vài tháng tới mà bây giờ không còn ngàn nào luôn. Bây giờ trong nhà không còn tiền luôn. Dạ không. Của cha chị. Vậy cha em thì giữ tiền đó để dành cho em đi mua đồ ăn này kia cho con em, mình đổ xăng lên xuống hành rồi để dành thêm giúp mình để tháng sau đám giỗ à. Còn tiền cha em cho em là giống như hàng ngày mua đồ ăn sáng ngủ này kia cho con em mà. Trời ơi, rồi cha chị biết chưa? Dạ em tưởng là người ta chuyển tiền cho em rồi em mới cho em hay. Nhưng em không nghĩ là người ta gãi, em sợ em mới nói thêm. Trời ơi, hơn đó là mấy anh em phát hiện ra kịp thời. Dạ. Nếu không mà chị làm thêm 100 mấy triệu nữa là không biết cách nào để mà gỡ luôn, không biết cách nào để mà trả được luôn. Dạ. Em xin gửi lời chào chị. Dạ em chào. Chị cho em hỏi thăm nè. Thì ngày hôm nay á, mấy anh em nhận được cuộc gọi của chị á, dạ, là nhờ cũng như là cầu cứu và giúp đỡ, hỗ trợ á. Dạ. Thì câu chuyện như thế nào chị có thể kể lại cho mấy anh em cùng với quý khán giả gần xa được biết không? Dạ, tại vì em lúc ở trên mạng xã hội ra, anh em thấy có chỗ cho quà cho bé, rồi cái em mới vô nhắn tin hỏi, cái người ta nói là mình muốn quà cho bé thì mình phải nạp tiền rồi cho mình gia nhập vô một cái nhóm để đầu tư cho quà cho bé là sao? Dạ là tặng quà miễn phí cho bé, là tặng cho bé một chiếc xe điện anh. Mà trước khi mình muốn nhận được quà thì mình phải tham gia một cái nhóm đầu tư anh, rồi mình phải nạp chuyển tiền rồi nạp 200.000 để mình có cái tiền ở trong cái nhóm đó, mình mới lên đó. Rồi có người hướng dẫn anh, rồi cho mình tham gia để mình kiếm tiền anh. Rồi cái lúc mà chị nạp tiền như vậy rồi chồng chị không cản sao? Dạ em với chồng em đi viện lâu rồi anh. À thôi nhau lâu rồi ha. Như vậy là chị là mẹ đơn thân. Dạ em là mẹ đơn thân. Rồi chị cho em hỏi thăm là khi mà mình đã nạp 200.000 làm đúng theo yêu cầu thì lúc đó là cái phần quà chiếc xe điện mà chị nói đó là có nhận được không? Dạ, tại vì cái chị bên kia nói với em là hôm nay hoặc ngày mai có, nhưng mà em cũng chưa biết là chính xác là có hay không. Ừ. Dạ, chị biết kiểu không? Rồi cuối cùng là có lấy được chưa? Dạ, chưa nhận được vậy anh. Như vậy là chị mất 200.000. Dạ không, 200 ngàn đó là mình tạo cái tài khoản của mình, có số tiền trong đó để mình lên cái chỗ đó đó, cái mình đầu tư tiền, mình kiếm thêm tiền. Rồi mỗi ngày nó sẽ cho mình 2 khung giờ mình nên tham gia giao dịch xanh, rồi có người hướng dẫn cho mình một lần lên làm 3 lần giao dịch là được 20-30 ngàn. Mà buổi tối mình cũng lên đi làm y chang vậy đó, là có người hướng dẫn cho mình chỉ làm theo lời của người ta nói thôi. Có nghĩa là mình lên mình làm theo hướng dẫn. Dạ, là mình được 200 mấy. Dạ, 3 lần được 200 mấy. 3 lần làm theo hướng dẫn như vậy là được 200 mấy. Dạ đúng rồi. Là mình nghĩ là mình ở nhà giữ con như vậy á. Dạ. Là nhờ 200 mấy đó để mình mua sữa được cho con nha. Dạ, sữa tải cho con, anh em cũng nghĩ đơn giản. Rồi cuối cùng rồi mình có lấy ra tiền lần nào được không?
Dạ là lần đầu là nó cho mình rút 180 ngàn, nó kêu mình là cho mình căn cước rồi cho mình cho nó cái số tài khoản của mình, nó chuyển tiền cho mình. Rồi khi nào mà mình rút tiền ở trên đó là ra được ở cái ngoài cái thẻ của mình á, cái tài khoản của mình á 180 ngàn, rồi mình mới chụp cái màn hình đó mình gửi bên cho quà, rồi người ta mới lên đơn quà người ta gửi qua cho mình, rồi mình vẫn tiếp tục còn cái số tiền trong đó đó là mình đầu tư mỗi ngày như vậy đó, mình nộp tiền về. Nhưng mà chị rút ra 180, nhưng mà ngay từ lúc đầu chị đã nạp vô 200 rồi. Dạ 200 đó là để ở trong đó mình có vốn là mình tham gia mỗi ngày anh. Còn 180 là 180 mình tiền tham gia đó. Dạ đúng rồi, tiền lời. Còn tiền ảo thì nó còn y thinh đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Mình cứ lấy tiền đó mình chơi tiếp vậy đó. Rồi chuyện cũng chỉ có vài trăm ngàn thôi, làm sao mà chị cầu cứu. Dạ dạ chưa anh, tại vì nó nói là lần một là nó cho mình rút qua 180, lần hai là tới đủ 4 triệu mấy là nó phải cho mình rút lần hai. Còn lần ba là mình muốn rút bao nhiêu mình rút, mà trong khi đó mình rút tiền mình phải vô đó tạo cái lệnh cho mình chụp hình qua để qua bên chăm sóc khách hàng, mà người ta mới việc người ta mới chuyển tiền qua tài khoản cho mình, cũng như là làm nhiệm vụ đó. Dạ đúng rồi, đúng rồi, nhưng mà em chưa có đủ tiền, em mới được có 2 triệu mấy hả anh. Còn ở bên đó mấy cái đưa ra cái chương trình là dự án hả 5 năm á, rồi cho mình tham gia mua cái gói đầu tư anh. Dạ tại vì em thấy nhiều anh chị tham gia cái được số tiền lớn quá. Có nghĩa là lúc chị vào đăng ký thì nó sẽ cho chị vào một cái nhóm khoảng chừng hai trăm mấy thành viên. Dạ đúng rồi, đúng rồi. Rồi trò chuyện là mình đều biết hết. Dạ dạ đúng rồi anh. Là 200 mấy người đó trò dạ, chuyện đúng mình biết hết. Là mình thấy hết luôn. Mình nhắn tin cho ai nữa luôn. Rồi cái chị thấy là người ta thành công nhiều. Dạ người ta chụp đăng lên anh, giống là người là tên A, tên B, tên C đầu tư 20, 35, 40, 50 cái anh. Là nhận được gì số tiền là 200 mấy, 300 mấy, thậm chí cả 1 tỷ luôn đó anh. Chàng ơi. Dạ chàng. Đúng rồi. Rồi sau đó sao? Dạ sau đó em thấy mấy người kia làm vậy có tiền nhiều, em mới hỏi thăm cái người ta nói gì. Lên đó có người hướng dẫn mình hết rồi, mình chỉ cần tham gia đi rồi người ta hướng dẫn mình rồi mình về. Em thấy vậy em lỡ làm sai rồi em bị mất tiền, rồi cái em xin lương để lương rồi cái người đó là người cái hướng dẫn em á, cái mới kêu em là tiếp tục đi, rồi người ta sẽ cho một cái người khác hỗ trợ làm cho em, mà là em phải trả tiền trực tiếp cho người kia. Làm sai là sai sao? Giống như người ta ra mã lệnh cho mình lên xuống anh. Rồi mình lỡ mình làm sai cái lệnh người ta là mình bị mất tiền, còn mình làm đúng cái lệnh người ta mình cộng thêm tiền là mình chơi tiếp. Mình bị mất tiền là coi như tài khoản mình bị thâm hụt cái chỗ đó. Có nghĩa là ra lệnh là lên xuống. Dạ đúng rồi, mình bấm sai rồi mình mất tiền, mình phải nạp tiền vô tiếp để mình tiếp tục có tiền mình chơi tiếp ha. Là người ta nói là nếu mà em không đủ tự tin người ta sẽ nhờ chuyên gia người ta sẽ làm giùm em, rồi em phải trả tiền cho chuyên gia đó. Rồi em cũng nghe là em cũng nhờ chuyên gia lấy cục kiếp người ta phải xem chuyên gia làm giùm em. Có nghĩa là mình giao cái tài khoản mình cho một người khác. Dạ bên chuyên gia, cả là người ta làm lấy tiền. Được gọi là chuyên gia. Dạ đúng rồi. Đó là bên ngoài chứ không phải là trong đây luôn anh. Là cái người hướng dẫn nó nhờ cái người bên ngoài là một chuyên gia, người ta làm cho mình rồi mình trả tiền cho người ta. Nếu như mà cái người chuyên gia đó giỏi thì tự cái người chuyên gia đó kiếm tiền rồi, cần gì phải đi làm mướn cho mình. Tại vì cái người hỗ trợ cho mình, nhờ cái người đó giúp mình học tự tin mình họ nhận thay mình. Không có tiền bù vô anh, rồi người ta mới gợi ý cho mình như vậy, nếu mình chịu thì chịu, còn không chịu thì tự mình làm. Rồi em sợ em làm sai cái em mấy cái ủy quyền cho cái người chuyên gia làm giùm em. Rồi sau khi làm xong thì cái người hướng dẫn đó bắt em phải chuyển cho cái người chuyên gia đó là 40 mấy triệu. 40 mấy triệu. Dạ đúng rồi, 40 mấy triệu anh. Rồi người ta mới làm hồ sơ cho em nhận tiền nè. Rồi sau đó em chuyển người chuyên gia rồi. Rồi người ta kêu em bấm vô cái tài khoản của em rút tiền ra là 400 mấy chục triệu. Là chị có cái tiền ảo. Dạ là chuyên gia làm xong cho mình là tiền về tài khoản của mình là 400 mấy chục triệu. 400 mấy triệu. 420 mấy triệu. Là chị có hình ảnh luôn rồi em coi. Dạ. Là cái này là cái này là em rút tiền anh, là em tạo cái lệnh này, rồi khi nào bên kia người ta xác nhận á, còn người ta mới chuyển tiền cho mình anh, là em chưa có nhận tiền nào. Chàng ơi anh thấy không nè,
ngân hàng muốn gọi là ngân hàng thì phải có em nè. Rồi đang chờ xử lý anh, rồi số tiền nhìn là điều tài khoản của em, nhưng mà không phải vậy đâu anh. Rồi người ta phải bắt em giải ngân á. Giải ngân là mình chọn gói nhanh là 80 mấy triệu, là trong vòng 5 tới 10 phút là tiền hay giờ tài khoản của mình. Còn chậm thì 15 ngày là 70 mấy triệu. Mà em nói em không có tiền. Cái bên kia nói em biết cái số tiền của em như vậy quá lớn luôn đi. Rồi em phải tìm cách cho mượn người thân hoặc là vay mượn đâu đó. Rồi em đóng vô đi, rồi 5-10 phút người ta sẽ chuyển tiền về cho em. Rồi cuối cùng cái số tiền mà chị đưa vô làm theo yêu cầu của cái nhóm này nè. Yêu cầu là mình phải đưa bao nhiêu? Dạ là 80 mấy triệu. 80 mấy triệu. Dạ, tiền giải ngân là 80 mấy triệu à. 80 mấy triệu để được lấy 400 mấy chục triệu tiền ảo ha. Dạ đúng rồi anh. Dạ đúng anh, lấy số tiền à. Bác em phải 84.352.000. Dạ, đúng rồi, chuyển vô số tài khoản nè. Là chuyển vô là số tài khoản. Dạ y chang như luôn anh. Dạ. Số tài khoản là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Dạ. TCQA. Dạ đúng rồi. Là số tiền nên là số tiền giải ngân nhanh để người ta giải ngân cái số tiền của mình, rồi người ta chuyển về tài khoản của mình là 400 mấy chục triệu đó anh. Nhưng mà cái này á, mỗi lần mà chuyển như vậy á là chị có nhận lại được cái lợi ích gì không? Nhận không anh, người ta kêu mình hoàn thành xong lên trển, người ta xác nhận hồ sơ cho mình rồi người ta mới chuyển tiền lại cho anh. Mà em chuyển xong số tiền này rồi người ta phải bắt em, người ta nói em là làm sai rồi tự ý nâng gói, người ta phải bắt em chuyển thêm anh để tiền thuế anh là 120 mấy triệu nữa anh. Bây giờ còn kêu chuyển thêm 126 triệu nữa. Dạ tại vì lúc em giải ngân rồi á, nó sẽ gửi cái thông tin lên cho anh, tại vì hồ sơ gửi tiền về cho em anh. Mà lên trển nó gửi thêm cái thông báo xuống là nói là em nè đăng ký là không nè. Rồi chị có chuyển thêm 126.500.000 này chưa? Dạ không anh, em hết khả năng, em không còn tiền để làm nữa. Chàng ơi chàng, em bây giờ em mất hết tiền bạc cũng đây, em còn thiếu nợ ngân hàng mấy chục triệu nữa. Bây giờ là mất hết tiền bạc rồi. Dạ còn thiếu nợ thêm ngân hàng. Đây là số tiền em giao cho anh, thêm số tiền có thể mặc em trả hơn, trả thì nó nhiều hơn anh. Rồi tới 70 mấy nữa anh. Bây giờ là phải trả cho ngân hàng là nhiêu đây nè? 78 triệu. 248 tháng, 1 tháng em phải trả là 30 mấy. Tiền để mà mua sữa tả cho con bây giờ đã mất trắng luôn, là còn thiếu nợ lại ngân hàng là 78 triệu nữa. Dạ đúng rồi anh. Còn cái tiền ảo đó rồi bây giờ sao rồi? Dạ tại vì người ta nói mình phải nạp tiền vô để mình gia hạn cái gói nó lên, mình chuyển tiếp cho đủ số tiền đó anh. Còn cái người bên hướng dẫn ta nói là người ta sẽ chịu phân nửa số tiền đó, rồi mình chỉ hình vay mượn bên ngoài bên ít nhận ra một đủ số tiền thế anh, rồi chuyển người ta sẽ trả lại phân nửa. Dạ chạy. Nói chung là người ta sẽ trả hết số tiền 400 mấy triệu cho mình. Dạ nhưng mà em nói là em không còn khả năng nha. Rồi tới giây phút này chị có biết là mình bị gạt chưa? Dạ giờ em không biết ạ. Chàng chị cho em hỏi thăm là chị là một người mẹ đơn thân. Dạ. Nuôi con nhỏ. Dạ. Không có làm được công việc gì ra tiền á. Dạ. Rồi là từ đâu mà chị có cái số tiền 80 mấy triệu này chị đưa cho người ta? Dạ 70 mấy triệu là em vay ngân hàng nha. Còn số tiền còn lại là em vay ngân hàng của em bán. Chàng ơi tại vì lúc trước em có đi làm công ty anh. Rồi em có tích góp được tiền em mua vàng dòng anh. Rồi giờ em bán hết, thậm chí tiền trong sổ tiết kiệm của vậy em cũng gom luôn. Gom hết tiền của mẹ mình. Dạ dạ, tại vì em nghe lời này người ta nói cái số tiền mình bỏ ra nó rất là nhỏ, so với cái số tiền mình nhân về là 420 mấy triệu anh. Là chỉ lần đầu hay lần người ta là người ta sẽ chuyển tiền về cho mình đó. Em vừa nghe chị nói là chị lấy hết cái số tiền của mẹ chị. Dạ. Đưa vào luôn. Dạ đúng rồi. Rồi mẹ chị nói sao? Dạ tại vì lúc còn sống mẹ em làm để dành được cái tiền đó anh. Rồi lúc mẹ em mất cái tiền bảo hiểm cái chuyện là đã tính của mẹ em cũng hư không vô trong đó anh. Dạ, là mẹ chị mất rồi. Dạ, mẹ mà để lại số tiền để cho chị nuôi con. Dạ đúng rồi. Mà bây giờ chị lại dùng cái số tiền đó
chị nói cho người ta hết rồi. Dạ. Chị em mới biết là bị đâu vậy. Nhưng mà vì sao chị dễ tin người quá vậy? Tại em thấy con em có nhắn tin với bé gần đây nó chụp hình cho em coi là nó đầu tư 20 triệu, nó nhận gì là 200 triệu, coi nó đóng tiền là 40 triệu. Nhưng mà cái con bé đó là bạn của chị. Dạ, ở trong nhóm này luôn anh, em nhắn tin. Chàng ơi, chàng đã một nhóm của họ cung cấp. Dạ. Là tất nghĩa, có nghĩa là những người đó đều là người của họ rồi. Em không biết, em tưởng là người bình thường, nhưng mà người tham gia chơi người ta được tiền rồi em mới nhắn tin em hỏi thăm đó anh. Dạ, em cũng bắt hỏi cái em cái chị đó bên cái phần châu quả anh, chị nó nói tại vì chị nó làm gì sẵn sàng từ lâu rồi cho nên em cũng không có nghĩ. Bây giờ chị cho em hỏi thăm rồi, như vậy là số tiền của mẹ chị á rồi chị xài không còn ngàn nào luôn. Dạ, còn tiền thấy sao tới nó bỏ mẹ em không biết đâu rồi. Kể cả tiền làm đám dỗ cho mẹ mà chị cũng dám đẩy không? Tiền cha em đưa cho em đã dành 1-2 triệu anh. Ừ. Rồi em không biết em gom vậy luôn. Gom như hết luôn à? Dạ. Tại em nghĩ là em sẽ dành những số tiền này cho em. Tại em cũng đưa cho em. Có nghĩa là chị cứ nghĩ đâu là họ là người tốt. Dạ, họ hỗ trợ mình, giúp đỡ cho mình có công ăn chuyện làm. Dạ đúng rồi. Ừ. Trong cái thời gian mình như, ở nhà với con mình không có đi làm những công việc khác mình ngoài. Ừ, đánh vào tâm lý đó ha. Dạ. Ừ. Em không nghĩ là mấy người kia là họ có giống như em đầu tư họ nhận được lời hay không. Em thấy chân lên. Bây giờ chị gọi điện được không? Chị gọi điện cho cái người quản lý gì đó chị nói đó. Dạ được, nhưng mà giờ đâu chị không nói. Không chị không anh, cái đó người ta gọi cho mình được chứ mình không gọi cho người ta được á. Rồi khi nào cần người ta sẽ gọi cho mình chứ không gọi người ta được á. Dạ nói. Gọi là chỉ là cuộc gọi thông thường chứ không có thấy hình ảnh. Nhưng mà bây giờ mình muốn gọi người ta cũng không được luôn. Dạ không, chỉ có người ta gọi cho mình, không gọi cho người ta được. Mình chỉ nhắn tin cho người ta được thôi. Là cái màu đỏ màu xanh mà lên xuống nữa ha. Dạ dạ đúng rồi, hai bên lên xuống mà cái bấm cái xác nhận anh, rồi là mình xác nhận là mình đặt nhiêu tiền ha, rồi hết thời gian mấy mươi 60 giây trên đó rồi nó đóng cửa rồi thắng hay thua gì nó sẽ gửi tiền cho mình. Nhưng mà chị cho nói anh là cái đó là thời sự cả nước người ta đưa tin liên tục là nói là họ là gạt người như vậy rồi. Dạ. Nhưng mà sao chị vẫn còn không biết nữa? Dạ tại vì em kiểu con nhỏ em thời gian coi thời sự anh. Em cũng thấy bên đây em tưởng là những người đó cũng giống như em thôi. Rồi người ta cũng đầu tư nhận tiền dạ như vậy. Cho nên em mới làm. Mẹ của mình có bao nhiêu đó. Dạ. Trước cái lúc đi để lại cho mình. Dạ. Để mình lo cho cha mình và con của mình. Dạ. Mà bây giờ là chị làm không còn gì luôn rồi. Đến nỗi mà tiền chuẩn bị làm đám giỗ cho mẹ trong vài tháng tới. Dạ. Mà bây giờ không còn ngàn nào luôn. Dạ. Bây giờ trong nhà không còn tiền luôn. Dạ không. Của cha chị. Dạ cha em thì giữ tiền đó để dành cho em đi mua đồ ăn để kia cho con em mình đổ xăng lên xuống hành rồi để dành thêm giúp mình để tháng sau đám giỗ à. Còn tiền cho em là giống như là hàng ngày mua đồ ăn sáng ngủ này kia cho con em mà. Trời ơi, rồi cha chị biết chưa? Dạ em tưởng là người ta chuyển tiền đến em rồi em mới cho em thôi. Nhưng em không nghĩ là người ta gạt em sợ em mới nói cho em. Trời ơi, hơn đó là mấy anh em phát hiện ra kịp thời. Dạ. Nếu không mà chị làm thêm 100 mấy triệu nữa là không biết cách nào để mà gỡ luôn á, không biết cách nào để mà trả được luôn á. Dạ. Tại vì người ta nói là nếu mà em người ta sẽ dịu hơn nửa số tiền cho em, rồi em cần kiếm số tiền còn lại rồi đủ chuyển cho người ta đóng tiền thế, rồi sau đó người ta sẽ chuyển số tiền rồi muốn lấy 1 triệu về tài khoản nghe. Coi như là từ lúc mà đầu tiên bước chân vào cho đến cái lúc cuối cùng luôn là chị chỉ rút được là có 180 ngàn. Mà không có lần nào 2-3 triệu, 3-4 triệu không? Dạ chỉ có được 2 triệu mấy hay chưa thì đủ tiền rút lần 2, rút lần 2 tới 4 triệu mấy. Mà có được rút chưa? Chưa đủ, nhà đủ. Mẹ mới được có 2 triệu mấy. Ừ.
Rồi bây giờ vô trong đó coi là cái tài khoản chị bây giờ còn cái số tiền ảo đó không? Dạ, tại vì em không đóng tiền thuế, không có giải ngân được cái số tiền cho nên là nó mất hết luôn. Nó hết luôn à? Dạ, mất hết luôn. Chị cho em hỏi thăm là bây giờ cảm giác của chị như thế nào? Dạ, trời. Em không biết làm sao mà em lại nghe lời người ta với em cứ nghĩ là đầu tư sẽ nhận được rồi, cứ bắt tiền lời vậy. Rồi cho con ý. Rồi giờ em nghĩ người ta gã hết đơn tiền hết. Để em thấy mấy người đó chơi nhận tiền về nhiều quá cho nên em không nghĩ gì. Chú Yên Giả có nghĩa là những người này với Yên Giả là họ biết được là người mẹ đơn thân đó, cũng như là những bà nội trợ của Yên Giả thì sẽ không có cái công việc làm được, tại vì thời gian dành cho việc nhà, và họ biết được cái tâm lý đó cho nên là họ tạo ra một cái môi trường làm việc là chỉ cần ở nhà mà vẫn làm việc cho họ được. Tuy nhiên cái số tiền mà nhận được ở quý vị nhá là chỉ là mình là người đưa vào thôi, hoàn toàn là không rút ra được luôn quý vị nhá. Chỉ có một lần duy nhất là rút ra được 180.000 là do ngay từ lúc đầu mình đã nạp vào 200.000 rồi, coi như là họ không mất cái tiền gì hết, họ chỉ là dẫn dắt cái câu chuyện làm cho mình càng ngày càng lún sâu vào, đến nỗi mà không còn tiền nữa thì họ sẽ cắt mọi liên lạc với mình. Yeah. Nhưng mà trên mở thăm là bây giờ cái tài khoản ngân hàng đó chị chuyển á, thì chị có thể lên ngân hàng chị báo được mà. Dạ, thì mình báo để lấy lại được. Dạ, nếu em không biết làm gì chuyển hay là tài khoản của em hết thì em cũng biết làm sao. Bây giờ chị nói chị ngày mai chị lên trên ngay cái ngân hàng mà chị chuyển á. Dạ. Ngân hàng của chị á. Dạ. Chị nói là tôi chuyển nhầm. Nhưng mà ví dụ như là cái số tiền nó qua tay người ta rồi, người ta rút ra ngoài rồi không lấy lại được thì ngân hàng sẽ có cách để kêu họ trả lại cho mình. Nhưng mà trước hết là mình phải báo cơ quan chức năng trước. Dạ. Nha. Dạ. Ngày mai á là họ làm việc rồi đó, thì chị lên chị báo cơ quan chức năng trước để người ta ngăn chặn kịp thời. Dạ. Nhưng mà bây giờ thì chị chuyển là hồi nào? Dạ, tại vì chuyển là nhiều ngày khác nhau, mình không có nhiều tiền, mình gom được nhiều. Cái nhiều khi mình chuyển được hết rất nhanh. Ok, coi như là lâu ngày rồi. Dạ, số tiền chuyên gia là em gom là em chuyển đủ. Còn cái số tiền giải ngân là em phải chuyển 2-3 lần mới đủ. Còn cái số tiền thế càng sao nhiều quá thì em cũng khá lên. Người ta nói em là đi vay mượn người thân hoặc là vay đâu đó đi, rồi người ta đảm bảo là một lần là cuối là mình chuyển vô rồi mình sẽ nhận lại được cái số tiền vốn mấy triệu của mình. Rồi em nói giờ em không còn khả năng nữa, người ta hứa là người ta sẽ hỗ trợ khi em là hơn phần nữa, em chỉ cần kiếm cái phần được còn lại là đủ số tiền rồi chuyển cho mình nhận tiền về. Rồi vậy ngày hôm nay nè, thì mấy anh em sẽ đưa câu chuyện của chị là một người mẹ đơn thân lên á, đang cầu cứu. Không biết rằng ngay bây giờ nè, chị cần quý vị khán giả cũng như là quý Mạnh Thường Quân, bà con hỗ trợ cho chị về điều gì? Dạ, em cho con người xem với em nghe là người khác giống em đầu tư để nhiều tiền như vậy để cuối cùng mình không có nhận được gì, rồi mình còn phải mất nợ với bản thân mình đó, cho nên mình biết. Có nghĩa là chị nhờ mấy anh em đưa lên để cho bà con ở đây biết. Dạ đúng rồi, có thấy cái mấy cái hình thức đó, cho quà rồi tham gia nhóm đầu tư nhận tiền gì đó rồi tham gia lỗi rồi bảo hiểm rồi cho mình số tiền nhiều đừng có tham gia bảo hiểm. Đây giờ nhiều khi người ta không biết, người ta cũng giống em vậy. Đúng rồi. Dạ. Mà nhiều người nhiều khi họ có thể là gấp đôi chị nữa. Dạ, có người lên mấy trăm điểm, có người lên bằng tỷ luôn nè. Ừ, rồi lúc đó chị có nghĩ đến cái điều đó chưa? Em cũng đến nghĩ bẩn và em chỉ có nghĩ thôi. Hả? Dạ. Dạ, tại vì em không có nghĩ bẩn đâu, em chỉ có nghĩ thôi.
tiền, mua tiền. Thôi bây giờ như vậy nè, người ta thường nói á là của đi thay người. Yeah. Mình mất đi một cái gì đó nhưng mà mình đổi lại cho mình được một cái bài học. Dạ, bài học em quá lớn. Với mình có được một cái kinh nghiệm để sau này mình trên đường đời biết đâu rồi sau này mình có thể giống như là có được một số tiền lớn á thì không còn gặp cái trường hợp như vậy nữa. Dạ, em hiểu gì vậy? Không có dám cái vụ này nữa đâu. Dạ, dạ. Đủ là em sợ. Tại vì em nhiều khi em cũng có thấy cái dạng mạng như mẹ em cũng không nghĩ là bản thân em có một ngày rơi vào tình trạng như vậy. Giống như một cái gì đó khiến cho người ta thấy cái số tiền đó. Làm sao để lấy cái số tiền đó về để gia đình mình có cuộc sống tốt hơn á. Mà mình không nghĩ là mình bị gạt cái tiền lớn như vậy. Cái đó giống như là mình bị cuốn vào anh, người ta không gì mình cũng nghe. Mình cũng hay làm cho người ta để mình làm sao để mình lấy được số tiền đó về. Anh tại số tiền nó lớn mình không thể nào mình trong khả năng mình làm được số tiền đó. Đúng rồi. Mình có nghĩa là mỗi ngày vài chục triệu mà mình trong vòng một tiếng đồng hồ mình lấy được mấy trăm triệu, thậm chí cả tỷ thôi. Ừ. Có nghĩa là họ biết được là mình đang rất là cần tiền để lo cho gia đình, lo cho cuộc sống. Em thấy đa số những người tham gia vào đó là phụ nữ, thằng ông cũng có. Nhưng mà chị cho em hỏi thăm nè, hồi nãy chị nói là bây giờ đó là trong người không còn 1.000 luôn. Dạ. Rồi cha cũng không còn tiền luôn. Dạ, như vậy rồi. Dạ. Bây giờ cháu nó uống sữa rồi tiền đâu mua sữa đây rồi tả. Cha em thỉnh hương về còn mua sẵn vậy ha. Đã khi nào hết rồi em mới mua thêm đó. Cha chị là đi làm cái công việc gì? Dạ, cha em là đi làm phụ bếp rồi sao thôi anh. Rồi tháng được bao nhiêu? Dạ, tháng thu nhập cũng được 4.000 tiền luôn đó. Để lo cho hai mẹ con em. Thèm ơi cha. Dạ, là tiền điện, tiền nước, tiền này, tiền kia, tiền cửa, tiền trả gì? 4 triệu, gần 5 triệu. Dạ. Nhưng mà rồi chú xài rồi còn tiền xăng cộ nữa. Dạ, cha em thấy vậy, thậm chí ăn khổ miên vừa nghe. Thậm chí nhìn nói đi vô công ty kiếm đồ ăn ở trong công ty ăn. Rồi giờ xin đồ ăn của công ty làm về, dạ cho em á. Dạ. Cha của mình không dám ăn. Dạ. Tất cả số tiền của cha và mẹ có được đều tin tưởng giao cho chị. Dạ. Thì em có lỗi quá. Em không nghĩ là vậy rồi. Thì nói chung á, ai cũng có một lần giống như là quyết định sai mà. Dạ. Đâu có ai mà đúng hoài được. Số tiền này quá lớn rồi, em thấy em phải trả nợ cho ngân hàng. Tiền đâu cả. Bây giờ một tháng là ngân hàng bắt chị trả bao nhiêu? Dạ, 3 triệu mấy chục ngàn, anh trả là 48 tháng. 48 tháng? Dạ, đúng rồi. Một tháng 3 triệu mấy, mà bây giờ chị đang nuôi con như vậy rồi làm sao mà ra tiền được đến không? Dạ, tại vì em nghĩ em phải làm được cái số tiền ngày về, em trả hết cho họ lần một hướng. Vẫn còn tin tưởng vào đây nữa không? Dạ, tại vì lúc đó em không nghĩ gì, em chỉ nghĩ là giải ngân rồi người ta sẽ chuyển tiền về cho mình. Thì em không có nghĩ là người ta sẽ bắt mình đóng thêm tiền nữa. Thôi bây giờ 48 tháng đó thì coi như bài học của mình đi. Dạ. Mình chị năm nay là bao nhiêu? Dạ, 30. Ờ, mới 30 mà tuổi còn trẻ mà. Dạ. Thì tháng 3 triệu mấy đó, nếu như mà em nghĩ rằng phải chị phải đi làm, nhưng mà bây giờ cháu nhỏ quá. Dạ. Sao mà đi làm được? Dạ. Rồi bây giờ làm sao để đóng đây? Dạ, vậy em cũng làm sao. Dạ, em khó khăn quá. Em thấy sao tới giống lỗ mẹ em không có tiền làm lắm. Vậy cho em để thương thế nào? Vì là duy tiểu hết tháng đó. Không có dư ở đâu. Dạ. Em được biết đó, chị là người mẹ đơn thân á. Dạ, hiện là đang cầu cứu á. Dạ. Nhờ sự giúp đỡ á. Nhưng dạ. Mà chị cho em hỏi thăm nè. Dạ. Ngày xưa mình cũng có chồng á, nhưng mà dạ. Lý do cũng như là nguyên nhân vì sao mà chị đã chọn được một người mình thương yêu rồi. Dạ. Mà tại sao lại không cùng chung một mái nhà mà bây giờ lại gian dở? Dạ, tại vì ở bên chồng em không có thương em. Rồi hoàn cảnh ở bản cũng khó khăn anh. Rồi chồng em thì sống lại cuộc giờ gia đình chồng nhiều quá. Mẹ em sợ em về bệnh, người ta không có đối xử tốt với em rồi. Ăn uống mẹ kia không đủ đầy đủ anh.
mẹ, nên mẹ em mới khỏi phải đi kia lại cho em ở bên nhà mẹ em, rồi chồng em thì tới lui cũng được, mà mẹ em cũng không có ý kiến gì, mẹ em cũng thương như con đẻ vậy à. Rồi sau này em có con á, rồi ảnh cũng lâu lâu mới qua thăm lần anh, ảnh đi làm á, ảnh không có cho tiền em á, toàn là em tự đi làm, rồi tất cả mọi thứ của em là tự của em không á. Nhưng mà ngày xưa người chồng này nè là chị tự tìm hiểu. Dạ đúng rồi anh, dạ đúng rồi. Rồi sao bây giờ chị lại không hài lòng rồi sao? Dạ không phải. Ngày đầu tiên sao kể em nghe. Dạ tại vì cũng có người giới thiệu quen, lúc đầu thì thấy ảnh cũng bình thường anh. Ảnh cũng đi làm thì lâu lâu hai đứa cũng đi ăn thì chia bình thường. Rồi thương chị nhiều không? Dạ giống như là cũng thương nhưng mà em nghĩ không nhiều anh. Dạ. Không nhiều sao chị đồng ý về chung một nhà? Dạ tại vì em thương anh. Không biết nè. Mình không chọn người thương mình. Dạ em. Mà mình lại chọn người mình thương. Dạ tại ảnh cũng thương mà em nghĩ là chắc em thương ảnh nhiều hơn. Ừ. Dạ. Rồi hiện tại như vậy nè. Rồi dạ. Từ khi nào mà người chồng của chị bắt đầu mới thay đổi cho chị hết thương? Dạ tại vì sau này ảnh mê game anh, rồi ảnh đi làm ảnh anh đủ trả nợ, anh không có lo được gì cho em, thậm chí nhiều khi ảnh không có tiền anh nói em mượn em. Chèn lúc đó em không biết sao mà em không suy nghĩ nhiều, tại vì em tính em vậy anh, thấy khó khăn em về không nổi, thành ra em cũng giúp. Có nghĩa là người chồng không bằng đưa tiền về lo cho gia đình mà ngược lại còn mượn tiền của người vợ mình. Dạ. Cái điều này có thật không? Tại vì ngày hôm nay em quay là em đưa lên. Dạ. Lúc đó là mới quen nha. Ừ. Còn sau này cưới về thì ảnh làm, nhưng mà ảnh ít lắm. Em xin ảnh cho có 500. Rồi em hỏi ảnh sao chưa? Thì anh phải trả nợ rồi ảnh phải cho cha mẹ anh. Nhưng mà em nhìn vào cái tấm ảnh của chị á, ngày trước á thì rất là xinh luôn, rất là xinh đẹp luôn. Nói chung á là rất là giống như là chị rất là xinh đẹp luôn á. Nhưng mà sao ngày hôm nay á em lại thấy chị giống như là xuống nhiều quá vậy? Dạ, tại vì em lo lắng tiền bạc của em bao nhiêu mà hết như vậy rồi, mà giờ em không có lấy lại được, mà em phải thiếu nợ người ta nữa, rồi em còn gia đình còn con nhỏ nữa, nên giờ em đâu em lo, không biết cái tiền đâu trả nợ cho người ta, rồi tiền đâu lo cho con em nữa. Cảm giác thì như thế nào á? Khi mà mình đã chọn sai người đàn ông á, cảm giác của chị như thế nào? Em thấy em rất là buồn, tại vì em không có nghĩ anh tệ đến mức độ đó. Anh nghe lời gia đình anh nói là mẹ ảnh lo cho ảnh nên ảnh phải lo cho mẹ ảnh, còn em không có lo được gì cả ảnh, cho nên anh không có trách nhiệm phải lo gì cho em với con em. Nhưng mà trước lúc đó đó em thấy nhìn qua bức ảnh của chị á, thì em thấy chị rất xinh luôn á. Rồi trước lúc đó là có nhiều người giống như là muốn làm quen với chị. Dạ cũng ít lắm anh, giống như là không quen người này thì thời gian sao quen người khác, chứ không có nhiều người, tại vì em không có duyên ăn nói nên ít người thích em lắm mà. Anh em thẳng thắn quá sao nói vậy? Ngoại hình thì có nhưng mà cái cách ăn nói của em không có thu hút người khác. Tại tính em thẳng thắn quá sao nói vậy, em thiệt tình lắm mà. Trước lúc đó là chị có bạn nam nào chưa? Dạ cũng có, nhưng mà thương chị nhiều không? Ít lắm mà. Dạ. Như là quen một hai tháng rồi cảm thấy không hợp, rồi sẽ thay quen người khác anh. Rồi tới cái người chồng em là em quen lâu nhất luôn anh. Dạ. Khi mà mình chọn sai, giống như là sai người đàn ông á, mình lựa chọn sai rồi đó. Là những gì mà mình giống như là phải nhận lấy á, là những gì chị? Dạ buồn lắm.
nhiều khi mình sẽ nghĩ thấy người ta có gia đình, có chồng, có con, trong lúc người ta mang thai chồng con, người ta chở thì đi khám bệnh, khám siêu âm ấy. Nghe em nửa tuổi hơn mình, thì mưa thì gió gì, em đi làm em cũng phải tự. Sao chị lúc đó không gọi, không gọi thì... Tại vì chồng em ở xa em, có thời gian, thấy đi làm ở xa, nó cũng không có cần tiền, em cũng nghĩ hết là tự em phải đi làm, rồi tiền ăn uống, tiền này tiền kia của em, là tiền của em không ạ. Rồi lúc sanh cháu? Sanh cháu là em không bảo hiểm, rồi cha mẹ em phụ thêm cho em, còn chồng em chỉ phụ cho em được có chút ít à. Mà cái ngày đó anh có mặt không? Dạ, lúc mà đưa em vô bệnh viện thì anh có, xong rồi anh mới đi về. Rồi tối em xin thăm em ra khỏi phòng lạnh thì anh có vô phụ đỡ em lên giường bệnh anh. Rồi anh ít có vô lắm anh, mỗi khi vô được có một giờ đêm mà anh hơi lạnh nó phải về nhà phụ gia đình anh. Thường thường đó là một người phụ nữ đó, dạ, sau khi mà sanh đó, dạ, thì phải là nằm giống như là cho ổn định lại là khoảng một tháng. Thì trong khoảng thời gian đó là rất là cần sự an ủi và chăm sóc lo lắng của người chồng. Dạ. Nhưng mà ngay lúc đó có không chị? Mẹ em xin nghỉ ở công ty một tháng vậy à. Phụ và giữa con với em, lại lúc em sinh mổ mà ngồi đứng dậy cũng hơi khó khăn á, nên mẹ em xin nghỉ ở nhà để lo cho em với con em. Thưa quý vị, một người phụ nữ quý vị, còn bên gia đình chồng em không ai qua mẹ tháng con em đầy tháng mà cũng không qua nữa. Dạ không có qua, chồng em qua với sách gì được có một bịch tuổi. Một bịch tuổi? Dạ. Em nói cái này mà cúng gì anh? Có khi nào anh có người khác không? Cái đó thì em không biết anh ơi. Rồi chị có giống như là làm sai điều gì không? Dạ nhiều khi em với anh cũng không hợp. Tại vì em anh cũng kỹ tuổi với bên gia đình anh, em anh kỹ tuổi mẹ kia, rồi có con cũng kỹ tuổi với anh, tại gia đình của anh không kiếm. Tôi yên dạ, một người phụ nữ với nha, một người con gái và có một lần để mà qua đò hỏi nha, tuy nhiên đã chọn sai cái chuyến đò, cho nên ngày hôm nay á, là trở thành một người mẹ đơn thân, tự thân mình gồng gánh tất cả mọi thứ trên vai để lo lắng chăm sóc cho gia đình cũng như là lo lắng chăm sóc cho con mình và riêng cái bản thân mình nữa. Tuy nhiên chỉ vì một phút giây chọn sai con đường thôi mà ngày hôm nay á, chị đã mất hết tất cả rồi quý vị. Chị mất hết tất cả như vậy đó, yeah. Là hiện tại bây giờ trong người còn tiền, có nhiều tiền em gom vô đó hết. Sao chị không nhờ anh em mình giúp mình? Dạ, mình em á. Rồi chị điện người chồng thử coi sao? Dạ, tại vì lúc ly dị xong rồi em với chồng em cắt đứt liên lạc luôn mà. Ly dị luôn rồi? Dạ, lúc mẹ em bệnh nặng, mẹ em sợ sau này chồng em tới luôn có gì em khổ, cho nên mẹ em kêu em ly dị chồng em, sau đó mẹ em mới mất. Trời ơi trời. Mà lúc mẹ em mất chứ không biết là bên bệnh có biết hay không, là không có ai xuống đó. Chỉ có một mình em. Nhưng mà hết tình thì cũng còn nghĩa. Dạ, lúc giống như là chỉ có con cháu ở ngoài cùng đi lại với em, chứ là có mình chính hay có mình em, còn con em nó không nhỏ đó. Nói chung á, dạ, thì nó cũng đã dĩ lỡ như vậy rồi, dạ. Thì thật sự thì em biết rằng chị cũng không có muốn là mình giống như là mất số tiền ở đâu. Số tiền quá lớn là so với một người lao động bình thường. Nói chung là cả một cuộc đời của mẹ với cha chị đã dành lại là được có bao nhiêu đó mà chị gom hết rồi. Thì cái có lỗi quá. Thôi bây giờ nếu mà không cố gắng lên, không cố gắng vượt qua thì không có thể nào mà làm được đâu. Mình còn sức khỏe mà, mình, yeah, còn tuổi trẻ mà, yeah.
cái số tiền đó tuy gần hiện tại bây giờ nó lớn với chị như vậy, yeah. Nhưng mà nếu mà sau này chị đi làm ngày tháng chị dành dụm lại nó vẫn có lại được, yeah. Tại quan trọng nó còn hơn là mình sợ mình không có đủ sức khỏe, tại vì sức khỏe của em cũng hơi yếu á, yeah. Tại em bị rối loạn tiền đình á, là mẹ giống mặt ẩu á, em suy nghĩ là ẩu cẩn thận nhiều em sẽ bị chóng mặt á. Rồi có chạy chữa điều trị gì? Dạ lúc trước em có đi bệnh viện thành phố mà người ta cho thuốc á, còn những cái loại thuốc á mỗi lần bệnh em cái loại thuốc ở ngoài mua á. Là bây giờ còn chưa có trị được. Dạ không, giống như ông trời ông thương em hay sao, từ lúc em sinh con tới giờ con em nó khó quá, nó khóc mười đêm nó không ngủ, mẹ em lo cho nó biết em mẹ em bệnh nặng cái luôn á. Em mới thấy mẹ em đi thành phố khám bệnh mà mẹ em lo nó như vậy, khóc không bà dỗ quá. Tại vì nó chỉ chịu mình mẹ em thôi á, mẹ em gọi nó đến, em gọi nó mới đến, ban ngày nó ngủ mà đêm nó khóc được tới sáng rồi nó ngủ được trước hết, đi làm ngồi là nó khóc tới sáng, đêm mẹ em ngủ gì được, có mấy đi làm ngồi sáng gặp gì về sớm đi làm đó. Nhưng mẹ em phải bệnh nặng vậy đúng. Nếu như mà bây giờ á, mà thật sự sự thật đó nha, dạ. Có được một điều ước thì chị ước mong điều gì nhất ngay lúc này? Dạ em ước mong cảm ơn người thấy được hoàn cảnh của em, có thể hỗ trợ em được một phần để em nuôi con em đi đủ 3 tuổi, em hãy kiếm việc làm em làm, và thế đó em sẽ có tiền em gửi lại từ từ cho mọi người, mong mọi người giúp đỡ mình và lúc khó khăn này. Dạ, tại vì bây giờ con em nó còn nhỏ quá, đủ 3 tuổi, cái này người ta mới nhận, em mới gửi. Là chị nhờ bà con, quý vị dạ, hỗ trợ dạ, cho chị vượt qua được khó khăn lúc này. Khó khăn ngay lúc này. Dạ, để lúc con em được 3 tuổi, em sẽ gửi bé, em đi làm, em sẽ kiếm tiền trả lại mọi người từ từ. Trả lại mọi người từ từ. Dạ. Trời ơi, trời. Chứ em biết chuyện của mọi người kiếp cũng là điều mồ hôi nước mắt mà. Chị không dám xin, không dám gì hết. Dạ, con mong mình giúp đỡ cho em vượt qua khó khăn lúc này anh. Tại vì em không còn chuyện gì thấy sao. Chú Vy Thánh Giả, một người mẹ đơn thân, rất là mong muốn sẽ được quý vị khán giả hỗ trợ giúp đỡ để có cơ hội một lần nữa quay trở lại làm lại cuộc đời. Thì đó là những lời thật lòng của người mẹ đơn thân ngay lúc này. Thì ai cũng có một cái lỗi lầm cũng như là chọn sai con đường của quý khán giả. Thì cũng nguyện cầu mong cho quý khán giả thương cho và hiểu cho cái hoàn cảnh của người mẹ đơn thân ngay lúc này ạ. Dạ. Thì nói chung á. Dạ. Yeah. Ngay lúc này thì em biết được là chị đang giống như là cần có một chút gì đó, yeah, để có thể làm lại cuộc đời, yeah. Cũng như là nếu mà ai mà dang rộng một tay ngay lúc này á, yeah, coi như là có thể là cứu được một người ngay lúc này luôn, yeah, dạ, tại nói cứu được một người còn xây 7 tòa tháp nữa. Dạ, em hiểu được cái cảm giác của chị. Nhưng mà em hy vọng gần một lần nữa cho em được nhắc lại cái lời khuyên, yeah, là mình còn sức khỏe, yeah, mình còn tuổi trẻ, yeah, thì cơ hội với mình nó còn rất là dài và rất là nhiều cơ hội, yeah. Thì đừng chỉ vì một cơ hội này mà mình giống như là không đứng lên nổi, yeah. Cố gắng lên ha, cố, yeah, gắng lên vượt qua ha. Dạ, yeah, em cảm ơn anh. Thì thôi thì ngày hôm nay á, yeah, em ghé thăm chị nè, yeah. Thì có một phần duyên, yeah, một phần duyên, yeah, của một người cô cùng với hai người dì ở Úc, yeah. Sẽ hỗ trợ cho chị là 500 ngàn ngay trong lúc này, yeah, để chị có thể dùng cái số tiền này nè, yeah. Trước mắt là mua sữa cho cháu, yeah, với mua đồ ăn, yeah, em cảm ơn anh rất nhiều, em cảm ơn anh, cố gắng lên vượt qua hai chị nha, yeah, yeah. Rồi chị có lời gì muốn gửi tới hai một người cô cùng với hai người dì Úc không? Dạ, yeah, xin gửi lời cảm ơn đến cô đã ủng hộ số tiền để con có thể giúp ích được cho cuộc sống của con. Cảm ơn hai cô rất nhiều. Cố gắng lên ha. Dạ, dạ. Cố gắng lên. Đâu phải là trên cuộc đời này chỉ có mình nên chị chọn sai con đường đâu. Dạ. Rất là nhiều người và họ cũng đã quay trở lại
và họ kiếm lại được còn gấp mấy lần cái số mà họ đã mất đi. Dạ. Điều quý giá nhất bây giờ là một bài học rất là lớn, rất là lớn với chị. Dạ. Cố gắng lên nha chị. Dạ, em cảm ơn anh nhiều. Dạ, thú vị dạ, thú vị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước. Thì một lần nữa cho Ngôn xin phép được gửi đôi lời. Đây là một người mẹ đơn thân và gặp phải một cái sự việc không mong muốn, đã làm mất đi hết tất cả số tiền mà người cha và người mẹ của chị này dành dụm giao cho chị này để nuôi con, vì chị này là một người mẹ đơn thân lắm và cũng chỉ vì muốn lo lắng cho gia đình, chăm sóc cho con cái thôi mà đã chọn sai con đường. Thì một lần nữa tôi Ngôn hy vọng rằng quý vị khán giả hiểu quan hỷ cho một người mẹ đơn thân ngay trong lúc này, vì ngay lúc này người mẹ đơn thân này rất cần một vòng tay để mà che chở cũng như là giúp nâng đỡ cho người mẹ này có thể là đứng dậy bước tiếp con đường phía sau. Dạ, một lần nữa tôi Ngôn gửi lời cảm ơn người cô cùng với hai người dì Út trong ngày hôm nay đã hỗ trợ cho chị một khoản phần riêng để chị có thể mua sữa và mua đồ ăn đỡ vài ngày là trước mắt, và sau đó thì mình tính tiếp. Dạ. Dạ rồi, thôi bây giờ thì Ngôn xin phép được kết thúc video và nguyện cầu chúc cho quý khán giả cùng với quý Mạnh Thường Quân trong nhà mình nước có thật nhiều sức khỏe và luôn luôn hạnh phúc bình an mỗi ngày. Ngôn xin chào và hẹn gặp lại ở một video tiếp theo.